Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Tuất và cách cải vận. Tuổi Tuất ra đời già dặn sớm, gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Họ có tâm địa tốt, có máu kinh doanh, rất ít thổ lộ tâm sự. Tuổi Tuất xem trọng gia đình và danh dự. Phật hộ mệnh của tuổi Tuất là vị Phật A Di Đà. Tuổi Tuất trầm tính, háo thắng ngầm. Quan trọng ngũ hành bên cạnh ở tháng sinh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Tuất, tháng có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm cực đoan quân tử cố chấp mật mã người đứng đầu. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi sẽ linh hoạt giỏi ứng biến. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung đối nhân xử thế giỏi. Làm sao để có vận tốt? Thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống, cải thiện môi trường công ty nơi làm việc, giúp cho có không khí và ánh sáng vừa đủ là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh khuyết hay còn gọi là mệnh thiếu. Thứ ba là hành thiền mỗi ngày 10 phút giúp cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan. Thứ tư là nhân quả, hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng nêu một phần tính cách, xét theo mệnh ngày sinh cho ra một tính cách khác nữa. Video này giới thiệu về con giáp Tuất hoặc người sinh tháng Tuất nhằm 8 tháng 10 cho đến 7 tháng 11 dương lịch. Các bạn có thể tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phong thủy khải toàn.com một tra lá số, tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều về bản thân. Phần sau video nói về các mật mã của tuổi Tuất và tuổi Tuất theo từng tháng sinh. Tuổi Tuất sống cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm riêng của mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi dẫn tuổi Tuất thành một con người hơi bảo thủ. Họ có khả năng chịu đựng gian khổ rất là tốt, đồng hóa được hoàn cảnh của mọi môi trường. Về tính chất, tuổi Tuất là một trong tứ khố, nhưng không như Thìn và Mùi, Tuất khá là háo thắng ngầm, luôn muốn lao lên chứng tỏ thành quả của bản thân. Tuổi Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép. Người tuổi Tuất có tâm địa khá là tốt, lương thiện, một lòng một dạ, hết lòng vì công việc và gia đình. Ở họ lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước. Ở một số thời điểm, tuổi Tuất khó kềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Tuất mất chút thời gian để suy nghĩ cân nhắc xem người này có đáng giúp hay không. Không phải là xem xét về lợi ích của mình, mà cân nhắc kỹ lưỡng đối phương có thật sự cần thiết được giúp đỡ hay không. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều hoài bão cho tương lai. Về tiền tài, càng về sau làm ăn càng phát triển thịnh vượng. Với những người kiên trì, chịu khó, họ sớm trưởng thành và ra đời rất là sớm, xa vòng tay cha mẹ sớm, tự lập với cuộc sống riêng của mình. So với những con giáp khác, tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Đối với họ, không có gì quan trọng bằng gia đình và danh dự. Đây là những phẩm chất quý giá của người tuổi Tuất. Bởi vậy, tuổi Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ cố gắng làm hết mình, làm hết khả năng để hoàn thành. Cuộc đời của những người tuổi Tuất cũng gặp nhiều gian nan, gian khổ mới thành đạt được. Đối với những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh buôn bán, tuy rằng họ bận rộn lo toan rất vất vả, song tài lộc sẽ đến. Trong đầu tư kinh doanh, họ phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới mong thành công. Họ cũng là những người thích đi du lịch đây đó. Tuổi Tuất không phải là những người có lối sống ham mê tiền bạc hoặc là địa vị. Vẻ ngoài của họ có chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra tuổi Tuất là những người sống giàu tình cảm. Họ thiên về nội tâm, luôn luôn mong muốn có được nhiều tình yêu thương của những người xung quanh và gia đình. Trong tình cảm, đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý của một con người. Họ rất mẫn cảm và nhạy bén với tình yêu, và cách thể hiện của họ khá là bộc trực, đôi khi là vụng về. Song đa phần người tuổi Tuất sống bằng thế giới nội tâm, rất ít khi biểu lộ bên ngoài. Điều này là nhược điểm của họ khi thể hiện tình cảm.
dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình và những đứa con của mình. Nhìn chung, người tuổi Tuất có tình yêu thương rất là thật thà và thẳng thắn. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất để họ vượt lên, cho họ thêm nghị lực vượt qua nhiều gian nan thử thách. Phụ nữ tuổi Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động mang tính tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi kết hôn, họ phải có tình yêu, hôn nhân thường là tốt. Nếu là nữ, họ rất trung thực với chồng, luôn tạo dựng cho chồng một cuộc sống gia đình êm ấm đáng tin cậy. Những cô nàng này rất coi trọng vẻ ngoài của mình, họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi Tuất có rất nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Nam giới tuổi Tuất, họ quan niệm về cuộc sống gia đình khá là khăng khít, đùm bọc lẫn nhau. Trong mọi trường hợp, họ đều giang tay đón nhận bảo vệ gia đình mình, và đôi khi cũng là những người hai bên vật con cái một cách hơi thái quá. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Tuất hợp với Ngọ Dần hoặc là Thân Dậu, lục hợp với Mão. Cách dùng tam hợp lục hợp này chỉ là tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng, từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành thiếu, dùng để cân bằng lá số đó, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Tuất sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu, mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Cần hỏa nên biết màu ấm, màu đỏ, tím vàng, cam hồng là hỏa. Động vật ngựa đại diện cho hỏa, chó là hỏa thổ, mèo là mộc. Những loại trang sức có màu đỏ đại diện cho hỏa. Khi ăn uống có thể ăn đồ nóng, đồ cay, đồ nướng, ăn lẩu, ăn thịt bò hoặc là sô cô la. Trên cơ thể, phần đầu mắt đại diện cho hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Trong ngôi nhà, bếp đại diện cho hỏa, tivi, lò vi ba, máy vi tính cũng đại diện cho hỏa. Người khuyết hỏa cực độ nên thường xuyên vào bếp. Treo một bức tranh ngựa hoặc là tranh mặt trời đại diện cho hỏa. Các ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng châu Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy tính, thiết bị điện, đầu bếp, chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các nghề liên quan đến studio mang tính sáng tạo hoặc là thu âm đều thuộc hỏa. Tuổi Tuất sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, thường là mùa xuân mộc vượng kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Tuất sinh tháng Dần Mão, mộc quá vượng là người quân tử. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, vàng bạc đồng hồ tự động cũng là kim. Động vật khỉ gà là kim. Khi ăn uống, thịt gà là kim, thịt đông lạnh cũng là kim, tổ yến cũng rất nhiều kim. Trên cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Dùng mái cạo râu không tốt bằng dùng dao cạo râu, vì mái thuộc hỏa. Đồ vật trong nhà, tủ lạnh, máy lạnh, gương thuộc kim, két sắt cũng rất là nhiều kim. Treo một bức tranh núi Phú Sĩ hoặc tranh gà, tranh khỉ là kim. Ngành nghề thuộc kim, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý, ngành võ, cửa hàng vàng bạc, ngành công nghệ, sản xuất phần cứng máy vi tính, kỹ thuật, cơ khí, sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử hoặc là bác sĩ cũng là thuộc kim. Tuổi Tuất sinh mùa hè tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng thường kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Tuất sinh tại tháng Ngọ, cực kỳ nhiều hỏa, tính khí rất là nóng nảy, đầy nhiệt thành. Cần thủy nên biết màu đen, màu xanh lam là thủy, liên quan đến nước là thủy. Trang sức vàng bạc thuộc kim vẫn được. Các loại đá có màu đen, màu xanh lam. Về động vật, chuột Mickey, dơi, Batman, cá đều là thủy. Khi ăn uống, tất cả các loại thủy hải sản hoặc là tổ yến. Uống bia, uống trà đá cũng là thủy. Đối với cơ thể, gương mặt nên để trắng sáng, nên đeo kính mắt khi đi ngoài đường vì kỵ hỏa.
Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy, nhà vệ sinh là thủy. Tránh để nhà bếp bừa bộn, treo một bức tranh sông nước hay là bức tranh củ ngư đại diện cho có thủy. Ngành nghề thuộc thủy, thẩm mỹ, spa, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, thủy lợi, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, văn phòng tư vấn hoặc giới thiệu việc làm cũng đại diện cho thủy. Tuổi Tuất sinh mùa thu tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng thường kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Tuất sinh tại tháng Dậu, cố chấp cao độ, người kiên cường. Cần mộc nên biết động vật thỏ, hổ, mèo, mèo Kitty, Doraemon là mộc. Các loại trang sức đá quý có màu xanh lá. Khi ăn uống phù hợp ăn chay, ăn rau xanh, ăn nấm đều là mộc. Đối với cơ thể nên có tóc móng đại diện cho mộc. Đồ vật trong nhà, kệ sách, ban công có cây cối, bàn làm việc nên có cây. Giường, đồ dùng trong nhà nên xài nhiều đồ gỗ hơn đồ kim loại. Ngành nghề thuộc mộc, làm vườn, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành về gỗ, giấy, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến gỗ, giấy, hoa, cây cảnh, chế tạo thảo dược, hoặc bán quần áo, giày dép cũng đại diện cho mộc. Tuổi Tuất sinh tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Các mật mã liên quan tuổi Tuất: hoa cái tại Tuất, sinh năm Tuất, trong lá số ở cột tháng ngày giờ sinh có chữ Tuất là có sao hoa cái, đại diện cho tính tình thanh cao, thông minh, nhanh nhẹn, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa và năng khiếu nghệ thuật. Thường là thích triết học và tôn giáo. Nam có chu kỳ này khá là mạnh mẽ, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ có thể dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Thân, sinh năm Tuất, ở tháng ngày giờ trong lá số có chữ Thân là sao dịch mã. Dịch mã tượng trưng cho sự biến động, biến đổi, đi xa, du lịch, thường thay đổi chỗ ở hoặc là nơi làm việc và cũng là đại diện cho tượng xuất ngoại. Hàm trì tại Mão, sinh năm Tuất, ở tháng ngày giờ trong lá số có chữ Mão là có sao hàm trì. Hàm trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống. Người có sao hàm trì giỏi ăn nói, có duyên gặp gỡ nhiều người, phù hợp làm ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Tuất, kỵ nhà ở hướng tỵ, góc 142 cho đến 158 độ đông nam sẽ phạm phải vong thần. Đây là một mật mã thị phi. Tuổi Tuất gặp năm tháng ngày có chữ tỵ đại diện cho có sao hồng loan. Sao hồng loan đại diện cho chu kỳ kết hôn hoặc có tình yêu. Con người không nên mưu cầu nhiều về số mệnh của tương lai. Việc gì cũng xem ngày lành và tính toán tốt xấu sẽ mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm thái lạc quan, sống thiện lành, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, điều tốt lành rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.